Hiện nay, xu hướng tiêu dùng thủy sản đang có chiều hướng gia tăng ở thị trường Mỹ và châu Âu, bởi người dân khu vực này cho rằng sử dụng thủy sản sẽ lành mạnh và tốt cho sức khỏe hơn. Đây là cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh việc xuất khẩu thủy sản, nhất là sản phẩm cá da trơn và tôm sang các thị trường này. Thông tin này được Tổ chức Chứng nhận Thủy sản Toàn cầu SGS chia sẻ đến gần 100 doanh nghiệp tại hội thảo, các chương trình chứng nhận và dịch vụ thúc đẩy thủy sản bền vững, hành trang tiếp cận thị trường thế giới do công ty SGS Việt Nam tổ chức vào tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia cho rằng, trong năm 2017, nhiều lô hàng bị từ chối nhập khẩu vào các thị trường châu Âu và Mỹ do dư lượng kháng sinh cao. Trong đó, Trung Quốc đứng đầu với 92 trường hợp, Việt Nam bị 62 lô. Vậy nên, để thuận lợi và tự tin đưa thủy sản vào các thị trường lớn, ngành thủy sản trong nước cần tuân thủ các tiêu chí về nuôi trồng, đáp ứng được nhu cầu thủy sản toàn cầu. Tại sự kiện, các chuyên gia còn chia sẻ về luật định nhập khẩu cho sản phẩm thủy sản và các vấn đề thường gặp về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong khi đó, SGS Việt Nam công bố các chương trình chứng nhận và yêu cầu từ thị trường quốc tế và triển khai cấp chứng nhận tiêu chuẩn ASC cho các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản của Việt Nam thời gian tới.